Thưa quý chị, 8 năm đi khắp các tỉnh thành trong cả nước, tự bỏ tiền túi của bản thân để giúp đỡ cho hàng trăm đứa trẻ bất hạnh là hành trình của một người phụ nữ tại Đà Nẵng. Đó là chị Hoàng Hằng Hà mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chuyện tử tế ngày hôm nay. Bằng cách tự trích một phần lợi nhuận từ việc kinh doanh để giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh, chị Hoàng Hằng Hà đã trở thành người cưu mang cho hàng trăm em nhỏ không may mắn trong cả nước từ nhiều năm nay. Em Nguyễn Tấn Đạt ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Giang, thành phố Đà Nẵng là một trong số những đứa trẻ được chị Hà cưu mang giúp đỡ đến trường. Đạt mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, sống với bà ngoại. Với Đạt, chị Hà như người mẹ thứ hai của mình. Con thấy trong lòng mẹ Hà thương con rất nhiều, nên con muốn đổi cách xưng hô để con kêu là mẹ Hà. Mỗi tháng Hà cho con 2 triệu, với lại là cho sữa, cho nhiều thứ khác nữa. Thấy rất là vui. Không chỉ trở thành người mẹ thứ hai của những hoàn cảnh mồ côi, thiếu thốn như Đạt, chị Hà còn dành nhiều tình thương cho những trẻ em khác đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Trung ương Huế. Là một người mẹ của 4 đứa con nhỏ và từng trải qua những ngày chăm sóc con đau bệnh, chị Hà thấu hiểu những nỗi lo toan của những người mẹ khác và nỗi khao khát tình yêu thương, sự chăm sóc của những đứa trẻ mồ côi. Dù trong vào các hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như là bệnh nhi bị bệnh hiểm nghèo như ung thư này, rồi bại liệt này, đấy là các những cháu khuyết tật đấy là bị bỏ rơi, có những cháu mồ côi thì lại bảo trợ cho các cháu nuôi, các cháu ăn học tới năm 18 tuổi. Nếu các cháu tiếp tục học được tiếp nữa, tiếp tục cho các cháu đi học tiếp để cho các cháu có một cái nghề để tự nuôi sống bản thân. Hàng tháng chị Hà đều đặn gửi sữa và quà đến các em nhỏ ở trung tâm chăm sóc nuôi dạy trẻ mồ côi thành phố Đà Nẵng. Những đứa trẻ thiếu vắng tình thương của ba mẹ, nhờ có mẹ Hà và những mạnh thường quân khác đã có những giọt sữa ngọt ngào, ấm lòng giúp các con khôn lớn từng ngày. Hà làm từ thiện, luôn luôn nghĩ về những người mà trẻ em khuyết tật, trẻ em bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa. Ở trong thời gian qua, họ cũng chia sẻ, cũng cho tiền và nhu yếu phẩm cũng như là thực phẩm cho các cháu ở đây. Là một người làm kinh doanh, chị Hà vốn bận rộn và nhiều áp lực. Thế nhưng, để có kinh phí giúp đỡ được nhiều trẻ em khó khăn, chị không ngại vất vả, làm thêm nhiều công việc. Nguồn năng lượng sống với chị lúc này là được chở che và giúp đỡ cho những trẻ em kém may mắn. Cũng nghĩ đó là việc tư thiện đâu, mà chị nghĩ đó là cái việc nên làm. Có bảo trợ và nuôi cái em sinh viên đại học Y đó, đại học Y Huế tới năm nay là năm thứ tư rồi. Chị chưa hề biện mặt, chưa hề lại luôn, nhưng mà kết quả học tập của em như thế nào là trường đều gửi báo cho chị á, như đó là cũng là niềm vui. Chị mong là cả em đó lớn khi ra trường này thành tài thì cứ nghĩ tới những cái gì em đã được nhận của xã hội á, thì em sẽ cống hiến tốt những cái gì khả năng để chia sẻ ra để giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Niềm hạnh phúc của chị Hà là thấy những đứa trẻ chị cưu mang vượt qua nghịch cảnh, mạnh khỏe trưởng thành. Rất nhiều đứa trẻ trên khắp cả nước đã và đang nhận được sự chăm lo từ chị Hà. Và người mẹ với trái tim nhân hậu ấy vẫn luôn tất bật tiếp tục trải dài hành trình yêu thương.